Thân ái chào các bạn và chào các cháu. Hôm nay Ngọc sẽ hướng dẫn cho các bạn và các cháu làm bánh mì xoáy bơ đường. Bây giờ ta bắt đầu. Trước tiên cô bắt một cái chảo lên trên này. Ta đổ một hộp bơ ra, ta bật bếp lên. Ta đổ hộp bơ ra, ta đun cho nóng cho chảy ra các cháu ạ. Đây là bơ cô mới mua ở ngoài chợ 14.000. Trong khi chờ bơ chảy, cô bắt đầu xắt bánh mì. Đây là bánh mì khô cô mua ở ngoài chợ, bánh mì ế các cháu ạ. Mình mua bánh mì ế là nó cứng, nó dễ làm. Cô mua một bơ 14.000 của bánh mì nó cho, nó không lấy tiền. Cái món ăn này rất là dễ làm các cháu ạ. Các cháu làm trong vòng nửa tiếng đồng hồ là có bánh ăn rồi. Bơ chảy hết rồi, cô tắt bếp. Các cháu ơi, bơ mình đã chảy hết rồi, ta bắt đầu tắt bếp. Bây giờ cô mở lò lên. Cô mở lò lên với nhiệt độ 200 độ. Bây giờ cô bắt đầu đổ cái chảo bơ ra cái tô này. Cháu biết đây là một hộp bơ cô mới mua 14.000 nhá. Đây cái nắp hiệu này, các cháu ngày mai ra mua cái hộp bơ này. Đó. Bây giờ có bắt đầu, đây là một dĩa đường mịn. Hộp nhỏ thôi chứ không cần là đường bột đó các cháu ạ. Đây là một tô bơ. Bây giờ cô bắt đầu. Món ăn này rất dễ làm các cháu ạ. Cô nhúng bơ. Đó, cô nhúng bơ xong cô nhúng đường. Đó, cô đẻo vào đây. Món ăn này rất đơn giản mà lại rất là nhanh. Và hôm nay là công đoạn của bánh này rất là ngắn gọn và rất là dễ. Thì cô có một vài lời tâm sự với các cháu là cái hôm bữa trước cô làm bánh 5/2 á, cô có một sơ suất nhỏ. Tại vì cô đang quay phim thì có một cái cuộc gọi của Facebook gọi đến, máy cô đứng luôn. Mọi khi điện thoại gọi tới thì nó chỉ báo trên màn hình là có người gọi thôi chứ không, máy không đứng. Còn hôm đó là Facebook gọi tới là máy đứng luôn. Thì cô giật mình, cô sợ quá, cô tưởng là hư bộ phim rồi. Cô bảo là chết mẹ hư rồi. Thì có các cháu nghe không ra thì bảo cô chửi bậy. Nhưng mà cô thì cô đâu có chửi bậy đâu. Thì các cháu thông cảm.
các cháu ngày mai đi mua ổ mì, một ổ mì dài thôi, mà bánh mì nguội cũng được, không cần bánh mì mới đâu. Bánh mì nguội càng dễ làm, nó cứng. Rồi các cháu mua về, các cháu mua một hộp bơ về làm. Nửa tiếng đồng hồ là có bánh mì ăn rồi. Bây giờ lò của cô nóng rồi, cô bắt đầu bỏ vào trong lò. Mình ngửa cái miếng bơ vàng lên trên nha các cháu. Đó, mình ngửa cái miếng bơ vàng lên trên. Có mấy cháu yêu cầu cô làm bánh bò, rồi làm cơm rượu, rồi làm bánh rán, rồi làm đủ thứ hết. Nhưng mà cô hả, cho cô hết. Chứ tại vì cô hả, cô mỗi ngày cô chỉ làm được một video, hai video thôi, chứ cô không có thời gian làm nhiều. Và những cái công đoạn đó thì coi như bánh bò là nó khó lắm. Bánh bò là khó nhất trong các loại bánh, mà cô phải có cơm rượu cô mới làm được. Có lần cô cũng có làm bánh bò thử rồi, nhưng mà cô làm chưa tới giờ hấp, một đêm cô vội, cô hấp thế là hư luôn. Các bánh khác thì làm rất là dễ, nhưng mà bánh bò làm khó lắm các cháu ạ. Ví dụ như mình để 3 tiếng hấp, mà đến 3 tiếng rồi mà hấp chưa hấp được, mà mình hấp là nó sẽ bị hư. Bánh mì sấy này làm rất là dễ. Bánh mì của ta đã được rồi, ta bắt đầu lấy ra. Bây giờ cô bắt đầu bỏ bánh vô nữa này, đó. Các cháu ơi, bánh của cô nó lại được nữa rồi, cô lại lấy ra tiếp các cháu à. Đó, bánh của cô được rồi, ta bắt đầu lấy ra nữa. Bây giờ bánh của cô đã chín rồi các cháu à. Đó, cô bắt đầu lấy ra.
Bây giờ cô đã xong một mâm bánh rất là thơm ngon và vàng và rất là ngọt. Đó, các cháu nhìn thấy không? Chỉ có một ổ bánh mì dài thôi. Và một hộp bơ 14.000. Một hộp bơ 14.000 thì cô còn chút xíu nữa. Còn cô làm hết một ổ bánh mì dài đó. Ổ bánh mì dài hồi chiều cô mua mà họ không lấy tiền. Cô chỉ mua hết một hộp bơ có 14.000 thôi. Các cháu nhìn này rất là ngon. Cô ăn thử một miếng nha. Giòn vô cùng. Chết, cô ăn kiểu này cô ho cô chết luôn. Ngon lắm các cháu ạ. Ngon vô cùng. Ngày mai các cháu mua ổ mì về làm nha. Ổ mì dài có 5.000 thôi. Mà các cháu mua ổ mì cũ á, đừng mua mì mới. Mì mới nó lâu giòn. Ổ mì ế. Mà các cháu nhớ đây là lò nướng chứ không phải lò vi sóng đâu nha. Một hộp bơ 14.000. À, chiều nay cô cũng thông báo cho các cháu một tin vui. Cô mới nhận được một tin vui là có một cháu nói với cô rằng: cô ơi, con thành công làm kem rồi, con bán 3.000 một ly. Cô mừng lắm thật sự, vì cô dạy người ta mà người ta thành công, người ta ra nghề, cô rất là mừng. Các cháu không tin cô, các cháu mở cả cái hướng dẫn làm kem phần 2 ra, các cháu dò lên thấy có một cháu nói với cô là đã làm kem thành công và bán 3.000 một ly. Này các cháu này, chỉ có một ổ bánh mì thôi đó, và một hũ bơ và một ít đường thôi. Đường thì cô không có cân, cô lấy một dĩa đường cô không có cân nữa đó. Các cháu nhìn xem thử ra này, rất là ngon. Cô ăn một miếng nữa nha. Giòn lắm. Cô canh vào trong lò hả? Cô nướng vô, cô nướng chỉ 6 phút là xong một mẻ bánh. Ngày nào cô cũng ăn bơ như vậy, cô ho cô chết, 3 tháng cô chưa hết ho. Vậy là ta đã thành công. Xin chào các bạn, xin chào các cháu.